Chào các bạn nha. Bây giờ là buổi chiều rồi. Phúc đi thăm một cái bẫy chồn thôi. Hôm bữa Phúc chia sẻ với các bạn là một cái bẫy chồn mà Phúc quay camera lại á. Hôm nay thì Phúc có một cái bẫy giống như vậy luôn, nhưng mà cái kích thước nó to hơn nha. Kích thước nó to hơn cái bẫy đó. Với lại Phúc cũng đặt bẫy chồn nhưng mà Phúc không có quay lại camera nha. Tại vì cái khu vực này các bạn thấy cũng rất là lý tưởng, nhưng mà gần nhà người ta nha. Mình không dám để camera, để camera thì mình sợ mất. Thì 2 ngày rồi, 2 ngày mình đi thăm. Đấy, các bạn thấy mấy cái vùng mà cỏ chanh như vậy là lý tưởng nha các bạn. Chuồn heo hay là chuồn mướp là nó mê mấy cỏ chanh này lắm. Này Phúc bây giờ lại Phúc thăm. Mình không đặt nhiều nha các bạn, mình chỉ đặt vui thôi nha. Vui giải trí thôi, với lại trải nghiệm, với lại mình test mấy cái bẫy của mình thôi. Mình test mấy cái bẫy mình đã làm rồi thôi chứ mình không có ấy. Thì cái bẫy này là chủ yếu là mình bẫy chồn hương nha, cái kích thước nó to. Đó, mình vào trong cái động này. Hôm đây mình coi coi. Cái bẫy mình để hơi khuất nhau so gốc cây này. Đó, hôm qua mình để 3 miếng chuối bên ngoài, hôm nay mình thấy mất rồi đó, không biết có con gì không đó. Con gì đó? Cái gì? Con gì nó nâu rồi. Rồi, lấp hàng rồi. Một em chồn bạc má các bạn. Chồn bạc má. Chồn hôi, chồn heo. Cái bẫy của mình không có cái quai, mình nắm cái lò xo này. Ôi con này bé xíu rồi các bạn ơi. Con này độ khoảng chừng 6-7 lạng thôi. Không có to như con bữa trước. Đây này. Các bạn coi này. Đây. Không có ra được đâu. Bẫy Phúc làm sao mà có cửa mà trốn ra được. Đây các bạn. Rồi mình ra ngoài mình chia sẻ cho các bạn cái bẫy này. Đây. Nhỏ các bạn ơi. Con này mình cái con hôm bữa trước mình nói các bạn là mình để mình nuôi luôn nha. Và con chồn nó cũng đẹp. Hôm nay bẫy được con này chắc mình nuôi chung với con đó luôn. Các bạn xem nè. Nè, các bạn chú ý cái cách Phúc đặt bẫy nha. Nè. Mình lấy cái bao mình bó lại phải nha. Mình bó lại phía này là mình đặt mồi là không bao giờ con chồn nó móc được nha các bạn. Đó. Một cái để các bạn chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm của Phúc như vậy. Là như vậy. Con chồn nó có đi, nó có móc. Nó móc là nó không móc được. Nó không làm bẫy mình sập là buộc lòng nó phải đi đằng trước. Còn cái bẫy này các bạn thấy nó rất là đơn giản nha. Cái lò xo này nè, lò xo ngoài nè, Phúc xàm cái lò xo rất là đơn giản thôi nha. Kích thước lớn một cái lò xo đơn giản. Rồi vậy thôi. Đấy. Các bạn nhìn sơ sơ như vậy thôi các bạn. Con chồn này nó dính mình đặt đây 2 ngày rồi. Mũi nó chày rồi, chắc nó cũng bẫy cũng dơ được 2 ngày rồi. Mấy con chồn tơ này thì nó không bằng mấy con chồn lớn nữa các bạn, nó ngu hơn. Nên nó dễ vô hơn mấy con chồn lớn. Còn mấy con chồn lớn thì nó khôn lắm nha các bạn. Bẫy thì vậy thôi. Con này thì cái đuôi nó cũng sơ xác rồi. Cái đầu thì nó cái bông nó cũng đẹp. Đấy, nhìn vậy thôi. Đấy. Đấy, nó vậy đó. Cái bẫy trong á, cái bẫy cửa trong nha. Anh em nào có quan tâm tới cái kiểu bẫy này thì các anh em cứ lên trên cái kênh của mình á, các anh em kiếm cái mẫu bẫy này, mình có chia sẻ trên đó là các em anh em tự thiết kế anh làm đi. Làm giống vậy đi ha.
Nào cũng đơn giản đấy các bạn. Cái kiểu thì nhìn chung thì nó sẽ giống như cái bẫy của anh Thanh Võ, bẫy lồng là 50% nha. Còn mình cải tiến lại, mình cho nó nằm cái cửa mở bên trong, cái lò xo nằm bên ngoài, một cái lò xo thôi. Vậy là nó cũng ok rồi nha các bạn. Rồi, hôm nay Phúc chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, làm được những cái bẫy như thế này và bẫy được thành công giống như là Phúc bẫy như hôm nay thôi. Rồi, chào các bạn nha. Quang Long Phúc.